Dạ xin kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay shop Lê Quốc Đồ Xưa xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị em là có về một số sản phẩm đồ gỗ xưa. Đầu tiên ngày hôm nay shop giới thiệu là một bộ bàn cẩm lai, chất liệu gỗ cẩm lai và mặt rõ. Xin mời quý cô chú tham khảo. Dạ, đây là tổng thể của cái bàn vuông và bàn vuông chất liệu cẩm lai. Cái này là còn mộc nha quý cô chú nha, sắp chưa có làm bất cứ cái gì hết. Dạ đó, cái này là để bố trí cho quý cô chú có thể là dựa vách tường. Nhà mà diện tích chật hẹp thì quý cô chú có thể trang trí vô vách tường hai ghế hai bên ngồi uống trà nha. Một bên ông ngồi, một bên bà ngồi, hoặc là quý cô chú có thể là sử dụng bốn người nha, bốn góc nha, bốn người bốn góc để mình ngồi mình trà đạo nha quý cô chú nha. Có thể là bốn người. Đầu tiên sếp giới thiệu là một cái bàn vuông này cũng ít gặp nha quý cô chú nha. Dạ nó nhỏ gọn nhưng mà rất là chất lượng nha quý cô chú nha. Tuổi đời cái bộ này cũng trên 50 năm nha quý cô chú nha. Cái tuổi đời này là hơn 50 năm rồi. Quý cô chú thấy không, xung quanh bốn mặt bàn cù lá. Cái chất cẩm này là còn nguyên ten luôn, sắp giao lưu với nhà dân về được. Quý cô chú không, sắp để ten cho nhà. Đầu tiên sắp giới thiệu của chủ thứ nhất nha. Đây là chủ thứ nhất, quý cô chú thấy cái nét cẩm không? Chủ thứ nhất cẩm lai rất là đẹp quý cô chú nha, còn nguyên ten luôn. Hôm nào shop sẽ xả cái vân ra, shop sẽ quay lại cho quý cô chú xem nha. Cái bộ này cũng trên thị trường ít gặp ha, bàn tròn thì nhiều, còn bàn vuông loại này hơi ít nha. Dạ tiếp theo là cái trụ số 2. Nói chung bốn trụ cũng sơ lược cho quý cô chú thấy thôi. Cái này dạng vuốt lá tây ha quý cô chú nha. Dạ cù lá vuốt lá tây, những cái trụ này là vuốt búi điều nha quý cô chú nha, đục bằng tay búi điều. Trụ số 2, nói chung bốn trụ luôn giống nhau thôi quý cô chú ơi. Trụ số 2 tiếp theo, trụ số 3 cũng vậy nha quý cô chú nha. Dạ bốn trụ như nhau, cái này quý cô chú có thể tháo ráp được nha. Dạ cái này mình tháo ráp được quý cô chú. Tuổi đời cũng hơn 50 tuổi nha, rất là xưa rồi. Những cái búi điều cẩm lai rất đẹp nha quý cô chú nha. Tiếp theo chân số 4 cũng vậy nha quý cô chú nha, những cái búi điều cẩm lai là phía trên, tất cả là giống nhau ha. Dạ quý cô chú nào mà chơi hoài cổ là để như vậy mà chơi, còn có cần gạt ni hay là xả ra thì sếp sẽ làm nha. Quý cô chú thấy muối điều rất đẹp nha. Tiếp theo là trung tâm đây, một cái trụ giữa nữa nè, cái này là năm trụ nha quý cô chú nha. Đây cái trụ lớn ở trên và đục những cái đường chỉ nha, rất đẹp quý cô chú. Cái nước cẩm rất là đẹp nha. Nước cẩm tự nhiên nha quý cô chú nha, vuốt rất đẹp. Đây những múi điều đây. Và phía dưới
Và dưới đây là có một cái cái muối nữa quý cô chú nha. Đây là tổng thể của 5 trụ, 4 trụ nhỏ và một cái trụ lớn nha quý cô chú nha. Để chịu phía trên này nè, cho nó chắc chắn cái bàn nha quý cô chú. Dạ. Bộ rất là lớn tuổi nha, sâu tuổi. Tiếp theo cái dàn diềm là cũng làm cẩm lai hết nha quý cô chú nha. Dàn diềm cũng vậy. Diềm bàn, đường chỉ cẩm lai hết. Nói chung cơ bản là cũng giống nhau không quý cô chú nha, bốn mặt như nhau thôi. Dạ, dạ quý cô chú nào mà chưa đăng ký kênh giúp dùm shop một cái đăng ký để shop đi khắp nơi, đi tìm những cái món hàng độc lạ đẹp về quê cho quý cô chú chú xem. Chỉ cần vào xem kênh là một cái động lực rất là lớn để shop ngày càng hoàn thiện hơn. Dạ, xin cảm ơn. Đây là một cái tấm mặt bàn nha quý cô chú nha, nguyên vẹn. Mặt bàn dày 3 phân, chất liệu gỗ đỏ rất đẹp nha quý chú. Có một những đấm nu nha quý cô chú nha. Cái này mà đánh lên á là đi rồi lên á là những thấy những cái đường nu rất đẹp. Nói chung mặt bàn này là còn lạnh nha quý cô chú. Đó, bàn vuông nha quý cô chú nha, tổng thể ở đây cái mặt bàn rất đẹp nha. À, cù lá 5 trụ. À, quý cô chú có thể kết hợp với ghế nha quý cô chú nha. Hai ghế hai bên, hoặc là quý cô chú có thể sử dụng 4 ghế ha. Dạ, shop thì có những cái ghế chân tiện để quạt, ghế chân tiện nha quý cô chú nha. Gõ có và hương có nha. Shop có mẫu là chân tiện và để quạt. Và shop có là đùi ếch nha quý cô chú nha. Đây đùi ếch đây, chân đùi ếch, chân đùi ếch tay công nha. Ngoài ra quý cô chú có thể shop có những cái rẻ quạt chân bình thường nè quý cô chú nha, hoặc là trái tim, hoặc là ghế trái tim. Đó, rất là dày nha, những cái mặt này là một tấm hết nha quý chú nha. Những mặt ghế là một tấm hết nha. Cái này trái tim, nhưng mà cái lưng nó khác nè. Cái lưng nó khác nha. Trái tim. Ngoài ra cũng có cái shop có cẩm lai nha quý cô chú nha. Đây, một cái ghế cẩm lai mặt tròn. Cái ghế này đặc biệt là 100% cẩm lai nha quý chú nha. Dạ, có nu nữa, cẩm lai có nu, đặt một tấm nha. Nói chung dàn ghế này là chắc chắn nha quý chú. Tiếp theo thì có 4 cái ghế để quạt đây. Đó, 4 ghế để quạt này shop chưa có làm gì hết nha. Dạ, 4 cái để quạt chân bình thường. À, quý cô chú thích cái mẫu nó ghế nào thì báo cho shop nha. Nó có nhiều dạng lắm, chân đùi ếch, chân tiện, rồi mặt thì mặt đế quạt, hoặc là cái mặt này nó nhiều dạng lắm quý cô chú, nhiều dạng mặt ha. Dạ, sau đây shop xin đo cơ bản về một cái cặp ghế này, cặp ghế và cái bàn nha quý cô chú nha. Cái mặt bàn này tổng thể là 74.5,
với đường viền tổng thể là 9.5 nha quý chú nha, 9.5, 9.5. Cái độ cao hai, độ cao là 78. Cái mặt này rất là dày nha quý chú nha, cái mặt này rất là dày nha quý chú nha. Đây là móc nè, móc chỉ nè, được móc xung quanh nha. Cái mặt bàn từ dưới đây là quý cô chú, từ cái cạnh này nè đi lên đây nha, là dày ba, nó dày ba phân nha quý cô chú nha, ba phân nha, rất là dày nha quý chú nha. Và đường chỉ dưới nó cũng chạy chỉ luôn nè, đường dưới cũng chạy luôn nha quý cô chú nha. Nói chung cái bàn này còn chắc chắn nha quý cô chú, hôm nào shop sẽ xả ra và quay lại cho quý cô chú thấy nha. Bàn cẩm lai nó gồm có bốn chân trụ nhỏ và một trụ lớn nha, bàn rất là dày quý cô chú. Rồi xếp sơ lược về cái ghế để quạt đi. Cái ghế này xếp sơ lược thôi nha quý cô chú, ghế chân tiện và rẽ quạt là phối hợp vô cái bàn này con cho nó đẹp nha quý chú. Cái ghế rất là dày của chú ơi, dạ 3.5 lần, cái mặt bàn 3.5, chiều ngang ngồi là 45 và 48, ê xin lỗi, 45, 38, mặt ghế ngồi là 45, vô sau 38, độ cao ghế cao nhất là 91, từ ở dưới lên, từ mặt đất lên cái ghế ngồi là 48 nha quý cô chú nha, rất là dày nha, một tấm ghế rẻ quẹt. Cô chú kết hợp cặp ghế này là đẹp rồi, nó không chiếm diện tích nha quý cô chú nha. Nói chung hai cái ghế này cũng sơ lược giống nhau thôi quý cô chú nha. Thì quý cô chú có thể quý cô chú có thể kết hợp với dàn ghế này nha, thích loại nào thì shop sẽ tính riêng cái phần ghế nha quý cô chú. Dạ có nhiều mẫu để quý cô chú chọn, bây giờ shop chỉ báo cái bộ này thôi. Dạ quý cô chú nào mà cần mua bán trao đổi thì cứ gọi điện trực tiếp đến shop, hoặc là shop sẽ đi trực tiếp đến nhà quý cô chú nha, để mình trao đổi những món đồ xưa này, để quý cô chú những cái món hàng mà quý cô chú không sử dụng đến á, đồ gỗ mà không sử dụng đến thì lâu ngày sẽ không tốt nha. Nhà quý cô chú cứ có đồ cứ mạnh dạn đi, chứ đừng để trong kho nha quý cô chú. Dạ xin cảm ơn. Sau đây shop xin báo giá tổng thể của cái bộ bàn vuông chất liệu là cẩm lai 5 trụ, cù lá cẩm lai 5 trụ, mặt bàn dày 3 phân nha quý cô chú nha, rất là dày mặt bàn liền nha, liền đẹp. Shop xin báo giá là 27 triệu nha quý cô chú nha, 27 triệu cho cái bàn này. Còn ghế là shop bán một cặp ghế này là 3.5 triệu một cái, một cặp thì shop bán 6.9 triệu nha. Cái bàn không là 27 triệu, còn cặp ghế thì tính riêng nha quý cô chú nha. Dạ quý cô chú có cần lấy 4 ghế thì shop lấy 4 ghế, còn là sắp sẽ báo sơ lược về 2 ghế thôi. Dạ cuối video clip cũng cảm ơn quý cô chú đã tham khảo hết cái bàn vuông này. Kính chúc quý cô chú sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc.
và được bình an. Sếp Lê Quốc hồi xưa xin thành thật cảm ơn.